Vâng, xin chào toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy xuân hợp của mình. Thì video này mình xin chia sẻ và gửi tới anh em và các bạn một cái cách khắc phục cái tình trạng mà khi anh em và các bạn để khởi động xe máy đấy, mà khi anh em nhả nút đề ra thì nó có một cái tiếng kêu đinh có cái. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thật chi tiết để chia sẻ lên cho anh em và các bạn cùng đi tìm hiểu cái nguyên nhân và cái cách khắc phục cái hiện tượng khi mà anh em để khởi động xe, khi anh em nhả đề ra thì nó có một cái tiếng kêu có một cái. Thì để gửi lên cho anh em và các bạn ta cùng tham khảo và ta cùng khắc phục đấy. Thì trên những cái dòng xe máy William thông dụng hay là những cái dòng xe số của Taurus, Sirius của Yamaha, thì khi anh em và các bạn gặp cái trường hợp này thì anh em và các bạn chưa biết được cái nguyên nhân của nó là như thế nào hay cái cách khắc phục ra sao, thì hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ lên gửi tới cho anh em và các bạn ta cùng nhau khắc phục và tìm hiểu cái nguyên nhân. Thì trước hết, đối với những cái dòng xe William hay là những cái dòng xe số mà của Yamaha cũng như vậy nhá anh em nhá, khi anh em và các bạn gặp cái tình trạng này thì anh em và các bạn phân vân chưa biết được là nó hư hỏng hay là nó khắc phục như thế nào. Thì bây giờ mời anh em bạn ta cùng theo dõi, là hôm nay mình sẽ mở hẳn cái cố đề này ra để ta cùng nhau tìm hiểu cho nó chi tiết và chia sẻ lên cho anh em và các bạn ta cùng nhau khắc phục nhá. Trước hết thì anh em và các bạn muốn khắc phục được tình trạng này thì anh em phải mở cái cốc đề này ra nè. Đối với những cái dòng xe William thông dụng hay là những cái dòng xe của Yamaha cũng như thế luôn anh em và các bạn nhá. Đấy, anh em và các bạn hãy mở cốc đề này ra nè. Như anh em và các bạn xử lý thì để luôn ở trên xe, còn hôm nay mình làm video thì mình sẽ mở luôn ra để tìm hiểu cái nguyên nhân và cái cách khắc phục nó dễ dàng và nó chi tiết để gửi tới anh em và các bạn. Thì anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để ta theo dõi những cái video tiếp theo. Đây, mình đã mở những các con ốc như cái cốc đề ra rồi anh em và các bạn nhé. Sau đó anh em và các bạn mở lựa mở là không cần rút cả ruột đề ra đâu anh em nhá. Đấy, anh em mở và để nguyên cái ruột đề này ở trên xe luôn và trên cái đề này luôn, không cần đổ cái ruột đề này ra đâu anh em và các bạn nhá. Đây, thứ nhất là mình xin nói về cái nguyên nhân và cái tình trạng khi mà anh em gặp phải mà anh em để khởi động xe xong đó anh em nhả nút đề ra thì nó sinh ra một tiếng kêu đến có cái, là cái nguyên nhân nó nằm ở như cái bạc đích đề này anh em và bạn nha. Đấy, cái bạc đích đề này kể cả những cái dòng xe mới thì nó cũng có sinh ra cái nguyên nhân đấy, chứ không phải nhất định chỉ cái dòng xe cũ. Nhưng nếu như những các cái dòng xe cũ như mấy năm trước mình làm thì mình sẽ đi đóng lại cái bạc đích đề này thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng đấy. Còn như bây giờ thì mình không cần phải đóng lại bạc mà mình có những cái mẹo nhũa để mình chia sẻ lên cho anh em và các bạn đã cùng nhau khắc phục này. Đấy, như mình vừa nói được nguyên nhân nhá, nó sinh ra là như cái bạc đích đề này anh em và các bạn nhá. Trong đây anh em à. Đấy. Cái bạc đích đề này khi và anh em và các bạn đề cái đề này nó khởi động thì nó xoay là cái cốt đề này nó sát vào với cái bạc. Đấy là nó sẽ sinh ra cái nguyên nhân là khi anh em đề khởi động nhả nút đề ra thì nó sẽ sinh như tiếng kêu đến có cái. Thì hôm nay mình sẽ khắc phục cái tình trạng này rất điểm luôn, một cách rất chi là đơn giản và hiệu quả. Thì anh em và các bạn mở ra xong nè, anh em và các bạn chỉ cần dùng một chút mỡ bò này. Đấy, anh em và các bạn bôi vào trong cái đít đề này anh em và các bạn nha. Đấy, anh em bôi vào đây. Đấy, xong khi anh em bôi vào thì anh em đóng nắp đề lại. Sau khi anh em và bạn bôi một chút mỡ bò vào cái ruột đề thì anh em và các bạn đóng nắp. Đấy, và anh em vặn ốc lại và anh em để khởi động thì ngay lập tức cái tình trạng mà để khởi động xong mà nó sinh ra cái tiếng kêu có cái là nó sẽ mất, nó sẽ trị được dứt điểm luôn cái bệnh đấy. Đấy, và sau khi anh em và các bạn xử lý xong thì anh em và các bạn hãy vặn ốc vào và anh em sử dụng
tình trạng này là đối với anh em là nó gặp rất là phổ biến nha. Ngay kể cả những cái dòng xe, cái cách của mình là nó áp dụng luôn cho những các cái dòng xe, kể cả dòng xe Yamaha cũng như vậy luôn. Anh em và các bạn khắc phục một cái cách nó rất chi là đơn giản mà lại không gây tốn kém đến cho khách hàng. Thì anh em và các bạn xem video của mình nếu mà thấy hay và hữu ích thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các cái video tiếp theo trong kênh. Đấy, nhưng vâng, như vậy là mình đã làm một cái video chia sẻ lên cho anh em và các bạn cái nguyên nhân và cái cách khắc phục cái hiện tượng của những cái dòng xe mà đè khởi động lên, mà khi anh em và các bạn nhả nút đè ra thì nó có một sinh ra một cái tiếng kêu đến cái có cái ở trong cái củ đè này. Thì anh em và các bạn xem video hay và hữu ích thì like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Chúc anh em luôn luôn thành công.